Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng robot hút bụi mới của Medeon. Đây là robot hút bụi 1800. Đây là dòng mới hoàn toàn đời và ra sau cho dòng Medeon 16192. Với dòng Medeon 16192 thì hiện tại công ty Medeon đã dừng sản xuất và Medeon 18500 là một trong những dòng mới nhất. Với Medeon 18500 thì công ty Medeon đã giữ lại tương đối tất cả những cái chức năng chính và ưu việt của Medeon 16192. Và như các bạn thấy thì Medeon 18500 về hình dáng, kích thước, trọng lượng và màu sắc cũng khá là tương đồng với Medeon 16192. Và để xem Medeon 18500 hoạt động như thế nào và các chức năng chính của Medeon 18500 thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở các phần sau. Với những khu vực mặt sàn phẳng và nhẵn thì Medeon hút bụi rất là tốt như là gỗ và mặt đá hoa. Còn với khu vực thảm và nhiều bẩn như thế này thì chúng ta sẽ cùng xem là Medeon hút bụi như thế nào. Bạn có thể thấy là Medeon đi đến đâu thì phía đằng sau của Medeon trở lại là sạch sẽ hơn rất là nhiều. Bạn có thể thấy tác dụng của hai chổi bên hông là nó giúp của quét rác vào phía tập trung giữa máy và hút một cách dễ hơn. Như vậy là trong vòng 30 phút thì chiếc thảm của mình gần như đã sạch được đến 90%. Và như vậy là Medeon đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn Medeon. Về thương hiệu Medeon thì Medeon là một trong những thương hiệu của Đức chuyên về các ứng dụng điện tử thông minh. Và Medeon 18500 là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất của thương hiệu Medeon. Và tại sao gọi là robot hút bụi?
Thì giờ mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn về các chức năng tự động của Medeon 18500. Với Medeon 18500 là máy hoàn toàn tự động chạy, là khi các bạn muốn máy thiết lập cho máy chạy trong thời gian nào thì máy sẽ tự động vào hút bụi. Và tự động thứ hai đó là tự động hút bụi. Đó là khi các bạn khởi động máy thì máy sẽ tự động hút toàn bộ những cái khu vực mà các bạn muốn máy hút, và bạn không cần quan tâm là máy đang ở đâu, đang làm gì, thì Medeon hoàn toàn có một cái chương trình tự động cho nó. Và tự động thứ ba nữa là tự động trở về. Bạn sẽ không cần phải quan tâm máy đã hết pin và đang nằm ở đâu đấy. Với Medeon thì khi cần hết pin, máy sẽ tự động để tìm về trạm sạc và tự sạc cho bản thân nó. Ngoài việc hoạt động tự động thì bạn hoàn toàn có thể điều khiển Medeon từ xa bằng điều khiển từ xa của nó. Thì trên cái điều khiển này, bạn có thể có phím clean. Khi bạn bật phím thì Medeon sẽ tự động điều chỉnh, và các cái phím điều chỉnh hướng lên xuống trái phải ở đây. Và khi không muốn Medeon hoạt động nữa và muốn nó trở về thì bạn chỉ cần bấm biểu tượng ngôi nhà ở phím biểu tượng ngôi nhà ở đây thì Medeon sẽ tìm về trạm sạc. Và ở với Medeon 16192 thì có 3 chương trình hoạt động. Chương trình thứ nhất là chương trình mặc định của máy, là khi các bạn bấm phím clean, máy sẽ tự động hoạt động và hoạt động theo cái chương trình mà nó đã mặc định để làm sạch khu vực mà các bạn muốn làm sạch. Chương trình thứ hai chính là chương trình mà hút bụi tập trung. Đấy là có một cái khu vực nào đấy mà các bạn muốn Medeon hút mạnh hơn, hút tập trung vào đấy nhiều hơn, thì bạn bấm hình xoáy ốc trên cái điều khiển từ xa. Chương trình này khi bạn điều khiển thì Medeon sẽ có tăng cái lực hút của nó lên, nó sẽ tập trung hút tại cái điểm đấy, và sau đấy thì nó sẽ xoay hình xoáy ốc xung quanh cái điểm đấy để hút mạnh thêm lần nữa. Và chương trình thứ ba chính là chương trình mà hút dọc theo các cái mép tường. Khi mà bạn muốn Medeon tập trung vào những điểm này thì hãy bấm vào cái biểu tượng hình vuông trên điều khiển. Với cái chức năng này thì Medeon sẽ tập trung hút vào những cái mép chân tường, mép đồ vật và hút sạch những khu vực ở đấy. Và với điều khiển từ xa thì bạn hoàn toàn có thể đặt giờ hoạt động cho Medeon bằng phím plan ở đây. Khi bạn bấm phím và bạn đặt giờ 9, 10 hay 8 giờ, bất kỳ giờ nào mà các bạn muốn, thì Medeon sẽ chạy vào cái giờ mà các bạn đã lập đấy trong ngày. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn về thiết kế cũng như cấu tạo của Medeon. Thì Medeon có thiết kế là hình dáng tròn, màu chủ đạo là màu trắng và được trang điểm bởi những cái điểm đen ở đây, làm cho máy cảm giác rất là tao nhã, nhẹ nhàng. Với trọng lượng là 2 kg, đường kính của Medeon là 30 cm và chiều cao là 8 cm, giúp Medeon có thể dễ dàng đi vào những cái khu vực ngóc ngách hẹp. Ở phía dưới Medeon thì các bạn nhìn thấy phần giúp Medeon di chuyển là hai bánh xe ở đây, được thiết kế rất là chắc chắn. Và bạn có thể thấy là hai bánh xe này có thể nhún lên, nhún xuống. Đây có tác dụng giúp Medeon giảm sóc và cũng như là vượt qua những cái trở ngại, những cái khu vực cao hơn, ví dụ như là nhà bạn có thảm. Và ở phía hai bên hông ở đây là hai cái bàn chải để giúp chải bụi tập trung vào khu vực hút ở giữa Medeon này để hút bụi một cách kỹ hơn và dễ hơn. Và phần thứ ba ở giữa này là bánh xe điều khiển hướng. Bánh xe này giúp Medeon có thể xoay trái, xoay phải, đi tiến lùi một cách dễ dàng và linh động. Hai cái phần kim loại, hai miếng kim loại trắng ở đây là hai cái tiết điểm để giúp Medeon trong quá trình tiếp xúc với chạm sạc và sạc pin. Ở phía đầu của Medeon thì các bạn thấy là Medeon cũng được thiết kế rất là linh động. Mình hoàn toàn có thể ấn Medeon xuống như này. Chính là điểm này cũng giúp Medeon giảm cái mức độ va chạm khi mà Medeon va chạm vào các vật cứng và lớn hơn nó. Và ở phía dưới, vòng dưới là có được diềm bởi một cái lớp đệm bằng cao su rất là mềm, cũng là giúp để giảm mức độ va chạm và tránh để cháy xước máy. Còn phần phía đường đen ở đây thì chính là cái bộ phận cảm ứng giúp Medeon có thể định hướng khi mà va chạm vào vật lớn thì nó chuyển hướng, và nó cũng là khu để nó bắt được cái tín hiệu từ trạm sạc và trở về trạm sạc. Còn phía trên bề mặt của Medeon thì các bạn thấy ở đây có hai cái biểu tượng để các bạn có thể điều khiển. Một là chữ Clean, hai là chữ Push. Với chữ Clean, đây là cái nơi mà bạn có thể điều khiển Medeon để cho Medeon hoạt động, hay là muốn tắt Medeon mà không cần phải sử dụng điều khiển. Vị trí thứ hai là Push thì các bạn chỉ cần bấm nhẹ vào đây, phần Medeon sẽ mở ra và bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái bình chứa bụi của Medeon. Thì Medeon được thiết kế rất là tinh tế trong việc làm sạch bản thân nó.
bạn có thể dễ dàng nhấc cái bình chứa bụi này lên và đổ hoàn toàn bộ, mở cái phần bình chứa bụi này ra khi nó đã đầy và đổ hoàn toàn bụi này ra ngoài. Thì bình chứa bụi này được thiết kế bằng cái nhựa cứng và phẳng để dễ dàng làm vệ sinh cũng như là không dễ dàng bám bụi. Phía đằng sau của bình chứa thì có một cái bộ lọc này thì sẽ hạn chế cái việc bụi đi ra vào trong thân máy. Và với bình chứa bụi này thì các bạn không cần phải thay thế bình chứa bụi của Medon, có thể chỉ cần làm vệ sinh và lại sử dụng lại. Các bộ phận chính của Medon thì gồm có một là chạm sạc Medon, một cái dây cắm để nối trực tiếp chạm sạc vào nguồn điện. Và thiết bị thứ ba là thiết bị tường ảo. Với thiết bị này thì bạn có thể hạn chế tiện Medion đi vào những khu vực mà các bạn không mong muốn, hoặc là đi xuyên vào những cái phòng mà các bạn không muốn Medion đi vào trong đấy. Ví dụ như là khu vực để những bát đồ ăn cho chó mèo, hoặc là phòng tắm, bạn có thể để tường ảo này ở ngay chỗ phần cửa và Medion sẽ không đi vào trong phòng tắm đấy. Và thiết bị cuối cùng chính là cái điều khiển từ xa này. Giờ thì mình sẽ cùng với các bạn để xem hoạt động thực tế của Medion như thế nào. Giờ mình sẽ thử lần lượt 3 chức năng của Medion. Chức năng đầu tiên là chạy mặc định của Medion. Chức năng thứ hai là hút bụi tập trung. Và chức năng thứ ba đó là hút bụi ở khu vực mép tường. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái chức năng đầu tiên là theo chương trình mặc định của Medion. Thì các bạn chỉ cần bấm phím Clean. Medion sẽ tự động mà hút theo chương trình mặc định của nó để làm sạch toàn diện khu vực mà các bạn muốn vệ sinh. Và bây giờ nếu các bạn muốn Medion tập trung hút bụi vào cái khu vực mà các bạn muốn thì chỉ cần bấm phím xoắn ốc ở đây. Lực hút của Medion sẽ mạnh hơn. Medion sẽ hút xung quanh cái khu vực nhiều bụi bẩn và theo cái hình xoắn ốc, để mở dần và chậm dần cái khoảng diện tích mà nó hút. Và bây giờ bạn muốn Medion hút ở tập trung ở những khu vực mép tường thì bạn bấm vào biểu tượng hình vuông ở đây. Medion sẽ đi đến các khu vực có tường và lần theo các mép tường này để hút kỹ hơn. Giờ mình sẽ đẩy thêm một cái tấm thảm ở đây. Thảm của mình cao tầm 2cm và để xem khả năng mà vượt qua cái chiều cao này của Medion như thế nào. Bạn có thể thấy là Medion vượt thảm rất là nhẹ nhàng. Vượt thảm rất là dễ dàng. Và nếu như gia đình bạn có cầu thang hoặc những khu vực có độ cao thì bạn cũng không cần phải lo lắng cho Medion, vì Medion có khả năng phát hiện ra những khu vực độ cao và tránh những khu vực này. Mình sẽ để Medion chạy trên mặt bàn của mình và bạn sẽ xem rõ hơn về chức năng này của Medion.
bạn có thể thấy là gần đến mép bàn, Medeon sẽ giật lùi trở lại và thay đổi hướng đi. Đây là tường ảo của Medeon. Tường ảo này thì hoạt động bằng pin và sử dụng hai pin tiểu phía bên dưới. Để hoạt động tường ảo, các bạn chỉ cần gạt phím ở bên trên tường ảo sang nút on và tường ảo sẽ có đèn nhấp nháy như này. Mình sẽ đặt tường ảo vào góc bên trong này, giống như một cái góc tường, và mình không muốn Medeon đi gần vào cái bình nước của mình. Giờ mình sẽ thử bật Medeon để cho Medeon chạy. Bạn sẽ thấy Medeon lùi lại ngay lập tức và tránh xa khu vực tường ảo. Tường ảo thì có bán kính hoạt động là 1 mét và Medeon sẽ chạy tránh cái khu vực mà tường ảo hoạt động. Bạn sẽ thấy Medeon sẽ lùi lại ngay trong cái bán kính là 1 mét hoặc hơn 1 mét đấy. Sẽ lùi lại. Nó sẽ hoạt động vào khi nào tiến gần đến khu vực của tường ảo thì Medeon sẽ lùi lại và tránh sang phía khác. Và không muốn sử dụng tường ảo nữa thì các bạn chỉ cần tắt tường ảo này đi. Và gạt tường ảo sang nút off. Và để sử dụng chức năng hẹn giờ cho Medeon, có nghĩa là để Medeon tự động hoạt động vào một giờ cố định trong ngày, thì các bạn sử dụng phím plan trên phần điều khiển. Tuy nhiên, trước khi đặt giờ cho Medeon thì các bạn để ý là điều chỉnh cái giờ trên điều khiển trùng với giờ hiện tại ở chỗ bạn bằng phím clock ở đây. Khi bạn bấm clock sẽ có hai số đầu tiên là để điều chỉnh giờ nhấp nháy. Thì bạn sử dụng bằng phím điều chỉnh lên hoặc xuống để điều chỉnh số giờ. Sau khi điều chỉnh giờ xong, chuyển sang điều chỉnh phút bằng phím ngang và hai số phút sẽ nhấp nháy. Các bạn sử dụng hai phím lên xuống để điều chỉnh phút. Sau khi xác nhận được sau khi lập được số giờ trùng với số giờ của bạn thì các bạn bấm vào clock để xác nhận. Và bây giờ thì bạn có thể đặt giờ cho Medeon. Đầu tiên các bạn lưu ý khi điều chỉnh giờ, các bạn định đặt hướng của điều khiển về hướng của Medeon. Sau đó bấm plan và lựa chọn thời gian. Thì đầu tiên hai số đầu là sẽ là thời gian và là giờ. Thì các bạn sử dụng phím lên xuống để điều chỉnh. Ở đây mình chọn là 3 giờ chẳng hạn. Sau đó chuyển sang phím ngang và lựa chọn phút. Thì cũng sử dụng phím lên xuống để điều chỉnh. Ở đây là 3:30. Và sau đó mình ấn plan. Có nghĩa vào 3:30 hàng ngày là Medeon sẽ tự động vào hút bụi. Và để xóa cái chức năng này hay là từ bỏ chức năng này cho Medeon thì các bạn lại vào phím plan và làm tương tự lựa chọn số giờ, số phút trở về 0 giờ, 0 phút. Và như vậy là các bạn đã xóa được cái chức năng hẹn giờ của Medeon. Ngoài ra thì trong bộ máy hút bụi Medeon còn có những cái bộ phận dự phòng khác. Đầu tiên là một cái bộ lọc. Thì bộ lọc này chính là dùng để thay thế bộ lọc trong cái phần bình chứa bụi của Medeon. Khi cái bộ lọc ở đây nó quá là cũ thì bạn có thể thay thế. Hai bàn chải hông của Medeon cũng được trang bị sẵn cho bạn.
Và thứ ba, cái cuối cùng chính là cái bàn chải để giúp các bạn vệ sinh các ngõ ngách và phía bản thân của Medion. Và cuối cùng là một cái quyển sách hướng dẫn để giúp các bạn điều chỉnh Medion, sử dụng Medion. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn robot hút bụi mới của Medion, Medion 18500. Và để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website gutto.vn hoặc qua Facebook Shop Gutto hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber hoặc Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.